Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý khách đã đến với cơ sở tranh cô Đại Hiệp. Hôm nay thì ngày đầu xuân năm mới thì cho phép xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách ạ. Chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng như là sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay thì cơ sở bên em là xin gửi tới toàn thể quý khách một cái bộ tranh tứ quý, có thể nói là một siêu phẩm trong dòng tranh tứ quý. Thật ra thì bộ tranh này thì hôm trước vào ngày mùng 6 thì có một bác khách ở thành phố Thanh Hóa thì bác ấy đang muốn chốt cái bộ tranh này của cơ sở bên em. Thì ngày hôm nay thì em cũng muốn là quay gửi đến bác cũng như là toàn thể quý khách hàng luôn. Thực ra thì cái bộ tranh này của bên em thì nó có giá trị nó cũng khá là lớn, đúng không? Và bác cũng không ra trực tiếp để xem thì em cũng muốn là làm cái video này để quay thực tế, tức là gửi cái bộ tranh thực tế đến bác bác nhá. Bộ tranh này thì thời gian trước thì cháu đã quay ở ngoài trời rồi. Tuy nhiên ngay thì ngoài trời bây giờ đang mưa, cháu xin phép là quay ở trong nhà. Muốn làm sao mà cố gắng để truyền tải những cái hình ảnh chân thực nhất về bộ tranh, thứ nhất về những cái nét cực điểm, và cái thứ hai về những cái nét gọi là cái chất gỗ để bác có thể nhìn rõ hơn từ cái tác phẩm này bác nhé. Dạ vâng, trên màn hình của mọi người đang là tổng thể của bộ tranh ngày hôm nay mà cơ sở bên cháu muốn giới thiệu. Một bộ tranh cỡ cực kỳ khủng, với kích thước tổng phủ bì nó rơi vào 1m45, rộng 61 và dày 8 phân. Tức là mọi người có thể hình dung là không phải lúc nào những cái bộ tranh này của mình nó cũng sẽ có sẵn. Vâng, thường thường thì nếu mà để đặt một bộ tranh này thì nó sẽ mất khoảng từ khoảng nhanh nhất thì nó sẽ tầm khoảng 4 tháng. Còn không thì sẽ rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 tháng thì mình có thể sở hữu một cái bộ tranh như thế này. Nên để cơ hội để sở hữu có sẵn một cái bộ tranh này thì cực kỳ là tức, phải có phải nói là có duyên cho các bác ạ. Đây, đầu tiên thì như hôm trước thì cháu cũng đã quay cái tấm đầu tiên, đó là cảnh cúc, thì mọi người có thể hình dung này. Đây, đây là hình ảnh của những cái bông cúc trung tâm này. Đó. Với những cái sự khéo léo tài hoa của những cái nghệ nhân thì mọi người có thể thấy những cái cánh cúc của cơ sở bên cháu được đục rất là bay, cánh rất là dài. Nó rất là tơi đúng không ạ? Đây. Vâng, và tiếp theo mình nhìn những cái bông cúc phụ này. Những cái bông cúc phụ nó cũng rất là đẹp nhá. Siêu đẹp luôn. Tức là bộ tranh này thì được cơ sở bên cháu chăm chút tỉ mỉ đến từng những cái chi tiết nhỏ nhất. Mọi người thấy không ạ? Siêu đẹp đúng không ạ? Đó. Đây, cực kỳ sắc nét mọi người nhá. Vâng, và một cái chi tiết mà cháu muốn chỉ cho mọi người tiếp theo đó là hình ảnh của gia đình gà. Đây có thể nói là một trong những cái chú gà có thể đẹp nhất của tranh tứ quý luôn, khẳng định là đẹp nhất luôn. Thì mọi người hãy nhìn thấy ạ. Tức là từng những cái chi tiết nhỏ như phần lông, phần đuôi sẽ đều được đục tỉa rất là kỹ này. Phần mào này, ở đây mọi người thấy có phần mắt gà này, đến cả những cái lưỡi gà nhỏ xíu cũng sẽ đều được chăm chút tỉ mỉ, cực kỳ là sắc nét. Đó. Vâng, tiếp theo bên này là cảnh mai. Cháu nhớ không nhầm thì cái cảnh thứ hai cháu quay cho bác cái cảnh mai. Đây, siêu đẹp luôn đúng không ạ? Mọi người thấy không ạ? Đó, tức là toàn bộ cái phần gốc thì mọi người có thể thấy là không khác gì một cái gốc, tức là một cái gốc mai bên ngoài mình nhặt vào để gắn vào đây. Nhưng thực tế là không phải. Đây là hoàn toàn là được đục tỉa, chỉ những cái đôi bàn tay cực kỳ khéo léo của nghệ nhân. Mọi người thấy không ạ? Cả những cái hình ảnh tổ ong này. Đó, nó rất chân thật đúng không ạ? Đây, tiếp theo là hình ảnh của những cái bông hoa mai này. Những phần cánh, phần nhụy, phần cánh, phần nhụy mai này được tỉa nó rất là nét luôn bác ạ. Đây, cái nữa là của mình cái tầng cái tức là cái số lượng cành ấy nó được sẽ phân lớp theo tầng, nhìn nó rất là đẹp. Đây, anh nhìn thấy không ạ? Đó, cực kỳ tỉ mỉ và kỹ đến từng chi tiết luôn, siêu đẹp luôn ạ. Thật sự là cực kỳ, kể cả các bác đặt mới thì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn phải nói cực kỳ xứng đáng. Xứng đáng là mình chờ đợi các bác nhé. Đây, tiếp theo bên này là cảnh tùng ạ. Mọi người có thể thấy là thứ nhất là cái phần vách núi này. Cảnh tùng thì sẽ là thường là sẽ sinh sống trên những cái vách núi, những cái mỏm đá đúng không ạ? Những cái đường núi này, những cái góc cạnh cũng sẽ được tỉa rất là nét này. Bộ rễ đây ạ. Đây, phần gốc. Siêu đẹp luôn đúng không ạ? Đó. Đây các bác nhá. Đây. Thì hôm nay đây, cái lửa đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Nó sẽ được rất là nhiều tầng lớp này. Đó, thấy không ạ? Đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Đây, để quay ở cái cự ly này thì bác có thể nhìn là cái cảnh tùng của mình nó sẽ nhiều tầng lớp moi móc móc tỉa vào nhá. Đây, và khi mà quay thì bác cũng có thể nhìn luôn ở cái chất gỗ. Cái chất gỗ nó rất là đẹp ạ. Vâng, cái chất gỗ khi mà để làm những cái bộ tranh này thì bọn cháu sẽ chọn gỗ rất là kỹ, lục lạc cũng như là gỗ rất là đều. Bác có thể hoàn toàn yên tâm.
đây cảnh trúc đấy ạ. Nhìn thấy không ạ? Nhìn các bác nhìn thấy không ạ? Cảnh trúc nó rất là mềm mại. Tuy nhiên nó vẫn có cái vẻ cứng cáp ở trong đó đúng không ạ? Vâng, thể hiện đúng cái tính chất của cây trúc. Đây, cảnh chuối này. Siêu đẹp luôn đúng không ạ? Đó. Đây. Vâng, bác có thể hình dung là cái chất gỗ nó lục lạc nó rất là đẹp. Và một điều nữa mà các bác còn lăn tăn là nó liệu nó có phải là gỗ hương đá không thì các bác có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Mình có thể là kiểm tra thoải mái, nhờ thợ, nhờ chuyên gia về gỗ kiểm tra thoải mái cho cháu. Được không ạ? Đây, và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì các bác có thể liên hệ giúp cháu trực tiếp qua hotline 0837 3937, hoặc có thể về trực tiếp cơ sở có địa chỉ tại số 54 làng nghề Đại Nghiệp, Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội ạ. Vâng, xin chào toàn thể quý khách ạ. Vâng, cảm ơn mọi người đã đón xem cái video của em ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ạ.